bạn đến channel mình nha. Hôm nay mình chỉ còn hai con đùa dưa mình mất rồi, mình đến chôn rồi, bãi đất kia. Đây là hai con đùa mình nuôi tạo ở trong bể kính này ấy. Thấy không, một con rùa nhỏ với con rùa to. Thì hôm nay mùa đông nên nó chết chết đấy, đã chôn nó rồi. Bây giờ đây là hai con đùa nhỏ rùa to ở mình, hai con đùa kia nó mất rồi đấy. Các bạn có thể thấy hai rùa nhỏ mình đây, mình nuôi ra vì đây con rùa to, con rùa to con rùa nhỏ xong nó nghiệt lắm ấy. Rùa to này rất nghiệt, con rùa nhỏ thì không nghiệt lắm, nó không nghiệt lắm đâu. Đây con rùa nhỏ, rùa to bé nhỏ. Các bạn thấy hai con rùa kia của mình bắt này, còn hai con này hôm nào mình sẽ mua thêm một con nữa, đến qua Tết mình sẽ mua thêm một con nữa. Và chào các bạn, video mình đã kết thúc rồi. Chào các bạn, nhớ bấm like, chia sẻ mọi người cùng xem nhé.